Vịnh Viện đêm nay thì là Hảo huynh đệ. Ngày mai cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma audio dài kỳ Màu Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại website thế giới truyện của yes.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitè.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai. Trương Quả vừa nghe, mặt mũi hớn hở. Lão ta vốn đang nghĩ nếu mình ép chết Diệp Thiếu Dương, đoạt được nhục thân quán, cũng phải tế luyện rất lâu mới có thể dung hợp. Trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ bị đạo phong và đạo môn thiên hạ truy sát, thậm chí cả âm ti cũng không phòng bắt tiêu diệt. Rốt cuộc, hắn cũng tham đấu được một phần thiên cơ, biết được giá trị đặc biệt của Diệp Thiếu Dương đối với giới pháp thuật. Đến lúc đó, mình muốn phòng cũng không phòng được, sự đầu mẻ chán là cái chắc. Nếu có thể vào Sơn Hà xã Tắc Đồ lánh nạn, tìm một động phủ an tâm tu luyện chẳng phải tốt hơn sao? Lập tức gật đầu nói, cứ thế đi, người mau qua đây, ta giao hắn lại cho người. Thiếu Dương, đừng mà! Dương công tử hét lớn. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương đã ra khỏi kết giới. Lão đại, không được làm vậy! Qua qua Tuyết Kỳ đồng thanh hét lớn. Nguyệt Lãnh Ngọc chỉ nhắm nghiền hai mắt, bởi cô biết một khi Diệp Thiếu Dương đã quyết định không bao giờ thay đổi. Diệp Tiểu Dương thoáng nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc nói, đừng trách tôi, qua tiểu mã quỷ cũng sẽ ở bên em, nhưng tôi không thể không cứu tiểu mã. Nguyễn Lãnh Ngọc khó khăn gật đầu, nước mắt tuôn trào. Vương Bình vây khốn Tứ Bảo vẫn đang giằng co, quay đầu lại ngẩn ngơ nhìn Diệp Tiểu Dương, rồi lại nhìn qua tiểu mã, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Diệp Tiểu Dương nhìn tiểu mã, mắng cậu đủ rồi, giận cũng hết rồi, cậu mau quay về đi. Tiểu mã ngây ngốc đăm đăm nhìn hắn lắc đầu, tôi không về được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương chỉ tay về phía cậu ta. Lại đây, cùng tôi quay về nhân gian đi. Tiểu mã nước mắt đầm đìa, vẻ mặt bỗng trở nên bình tĩnh. Tới đây đi, đi theo tôi đi. Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Lời nói này, tiểu mã không nhớ nghe bao nhiêu lần. Mỗi lần chỉ cần Diệp Thiếu Dương xuất hiện, mình đều có thể thoát hiểm. Và lần này cũng vậy. Bao giờ làm tôi thất vọng. Nhưng lần này lại khiến cậu phải thất vọng. Thiếu Dương, tôi thực sự muốn nói với cậu một chuyện. Tôi chưa từng nghi ngờ cậu. Mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng tôi luôn tin. Cậu có nhiều điều khó nói, tôi tin là cậu sẽ đến cứu tôi. Tiểu mã nói, sau đó cố mỉm cười. Tôi cố sống đến giờ chỉ vì muốn gặp cậu một lần, nói tiếng xin lỗi. Đã đến nước này, cậu vẫn có thể hy sinh vì tôi thực sự không còn gì phải tiếc nuối. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ tới việc gì gào lên. Cậu muốn làm cái gì? Muốn xông qua đó, nhưng hai huyệt vị chưa hồi phục, thân thể cực kỳ suy nhược, chẳng thể tác pháp nổi nữa. Hắn chỉ biết nhìn toàn thân tiểu mã tỏa ra cỗ kim sắc nhu quang, tựa như sắp phân giải. Tiểu mã cười, trầm giọng nói. Tôi sinh trưởng trong gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ sống khép kín, chẳng có bạn bè. Sau này lớn lên luôn tỏ ra cà giỡn, nhiều lúc hơi phô trương, chỉ vì muốn được chú ý. Tuy nhiên lại bị người ta hiểu lầm là không nghiêm túc. Cậu là người đầu tiên thực sự coi tôi là huynh đệ. Cậu dẫn tôi vào thế giới thần kỳ. Từ đó tới giờ, lần nào cũng là tôi liên lụy cậu, lần nào cậu cũng phải ra tay cứu tôi. Lần này đừng làm vậy nữa, huynh đệ tốt à? Cái gì? Trường Quả giận đến run lên bần bật, nhưng vô dụng. Tiểu mã tự hủy tam hồn, nguyên thần phân giải. Đây là thủ đoạn tự sát, bất kể tu vi mạnh đến đâu có thể giết người hay câu hồn, không thể ngăn được hồn phách muốn tự sát. Đây cũng là thiên địa đại đạo, rất hiếm khi quỷ hồn sử dụng thủ đoạn này, bởi một khi nguyên thần phân giải, lập tức hồn bay phách tán, hóa thành tinh phách. Ánh mắt tiểu mã lướt qua đám hảo bằng hữu một lượt. Tứ Bảo, Qua Qua, Tuyết Kỳ, Lãnh Ngọc, còn có Dương công tử trước giờ chưa từng thấy mặt. Những người bạn trong Liên Minh Bắt Quỷ, tôi thực sự nghĩ rất nhiều tới khoảng thời gian cùng mọi người sát cánh chiến đấu. Đáng tiếc tôi phải đi trước một bước. Diệp Tiểu Dương thẫn thờ nhìn tiểu mã, nhìn người huynh đệ đã cùng mình đồng cam cộng khổ bao phen, thân thể giờ đây đang mờ nhạt từng chút một. Tiểu mã! Tứ Bảo hét lớn một tiếng, cầm kim văn bát vui trong tay liều mạng xông lên. Kim thần pháp tương trên đỉnh đầu Tứ Bảo phóng xuất linh quang, 18 vị la hán cầm pháp khí trong tay ra sức vũ động. Ấn thụ, kinh thư, liên hoa, xá lị bất ngờ phóng xuất Phật quang chói lọi, chớp mắt đã đánh nát hóa thân của Vương Bình. Trong thời khắc bi thương này, Tứ Bảo đã phá bỏ sân niệm, chứng đạo của mình.
Hồn phách Vương Bình ngã gục xuống đất, nhìn Tiểu Mã gào lên thất thanh. Tiểu Mã nhìn chằm chằm Vương Bình một hồi, trong mắt hiện lên các loại biểu tình, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, huynh đệ đi trước đây, mấy trăm năm sau hồn phách tụ sinh, tôi nhất định sẽ tới tìm cậu. Cuối cùng xin cậu một chuyện, xin cậu tha cho Vương Bình, rốt cuộc tôi cũng vì cô ta mà chết. Thành toàn cô ta đi. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn Vương Bình lắc đầu. Việc này tôi làm không được. Tiểu Mã cười buồn. Ý ra tôi cầu xin cậu, cậu có làm không? Tôi không quản được, tôi với cô ta rốt cuộc chẳng còn vương vấn gì hết. Thân ảnh Tiểu Mã càng ngày càng mờ nhạt, biến thành gần như trong suốt. Hai người nhìn nhau, trước mắt lần lượt hiện ra những kỷ niệm một thời. Huynh đệ, sao cậu ăn mặc thế này? Mới về đóng phim đấy à? Tiểu Mã nằm trên giường rung đùi, cười toe toét chào hắn. Thiếu Dương là huynh đệ của ta, còn mẹ mày chứ, thử động đến cậu ấy xem. Tiểu Mã cầm ghế hung hăng, trừng mắt nhìn Hồ Soái, định đâm lén Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, tôi không xong rồi, có mau đi đi, nhớ báo tang cho cha mẹ tôi chỉ có mình cậu là huynh đệ. Hai chân Tiểu Mã bị chôn chặt trong vũng máu đậm đặc của huyết cổ thi vương, bất lực nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Bổn thiên sư quy vị Thiếu Dương, vì tôi hãy sống cho tốt, vì tôi giết thêm nhiều quỷ yêu. Tiểu Mã cố gắng nói những tiếng cuối cùng, sau đó hồn bay phách tán. Một đốm tinh phách bay lượn trên bầu trời, dường như lưu luyến không rời, bay một vòng trên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, rồi lượn qua đỉnh đầu mấy hảo bằng hữu, sau đó mới chịu bay về phương bắc. Diệp Thiếu Dương hét lên, không, huynh đệ à, lên đường bình an. Tứ Bảo phun ra ngúm máu, ngẩn người nhìn Tiểu Mã. Quà Quà cũng lạc giọng gào lên, Tiểu Mã ca, lên đường vui vẻ. Huynh đệ, lên đường. Nhạc Hàng đấm một quyền vào mặt đối thủ, vội vàng vọt qua đây. Tuy Kỳ và Nhuế Lãnh Ngọc không kiềm chế, hai mắt long lanh ngấn lệ. Trời Quả phục hồi tinh thần, muốn lập tức xông qua chỗ Diệp Thiếu Dương, nhưng lúc hắn chưa hoàn toàn phục hồi câu hồn phách của hắn. Lão nhanh chóng tác pháp, sai quỷ phù cùng ma tương về công Dương Cung Tử, cầm chân cô không để cô cản trở chuyện tốt của mình. Trong lúc tình thế cấp bách, Dương Cung Tử dùng bốn đạo hỗn độn thiên thể ngăn cản phù quỷ cùng ma tương, còn mình phi người lên bảo vệ Diệp Thiếu Dương, dùng toàn bộ linh lực chống trả Trương Quả, hai bên giằng co. Trời Quả giận dữ hừ một tiếng, trong lúc nguy cấp không ngần ngại phun ngụm máu vào lòng bàn tay, dùng cách tổn hại tu vi bản thân liều mạng với Dương Cung Tử một phen. Dương Cung Tử không có hỗn độn thiên thể hộ thân, không phải đối thủ của lão, bị đánh bật trở ra. Trời Quả vươn tay đập một cái vào đầu Diệp Thiếu Dương. Không! Dương Cung Tử, Tứ Bảo, Nhạc Hằng cùng nhau phi thân xông lên nhưng không kịp. Đúng lúc này, một đạo lục quang lăng không phóng tới cắm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, lục quang quanh quẩn hình thành kết giới. Trường Quản tập trung nhìn kỹ là đà thần tiên, trong lòng trầm xuống. Quay đầu lại, phát hiện đạo phong đang lăng không bay tới, che mặt không lộ bất kỳ cảm xúc. Tình huống gì đây? Trường Quản tự coi tu vi mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một bậc, nhìn đối mặt công kích điên cuồng của Diệp Thiếu Dương, đặc biệt khi lệ khí toàn thân hắn bùng phát như liệt hỏa thiêu đốt, dường như lão không đủ sức kháng cự. Có mẹ nó, giờ lại thêm một thằng điên. Trương Quả dậm chân thở dài, lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một khi lệ khí trong người Diệp Thiếu Dương thức tỉnh, sau này muốn đoạt nhục thân quán lại càng khó khăn. Tuy nhiên giờ không phải lúc buồn rầu tiếc rẻ, đạo phong đã tới, giữ mạng quan trọng hơn. Chỉ cần sống sót, tương lai sẽ còn nhiều cơ hội. Trương Quả liếc mắt nhìn phía doanh trại, đám vong linh quân Nhật cùng yêu quái sót lại chẳng còn là bao. Hai tên tướng giặc giờ chỉ còn một, không theo kịp đạo phong đã liều mạng đánh nhau với thiếu niên Chu Tước, Nhạc Hằng. Bởi qua đám người đó đều như nỏ mạnh hết đà, không thể trông cậy vào được. Trường Quản sợ mình cũng rơi vào cảnh cá nằm trên thớt, thấy tiếng hò hét cảnh trống từ xa vọng lại, đột nhiên thay đổi chú ý, xoay người bỏ chạy. Lúc này Diệp Tiêu Dương gần như khôi phục hoàn toàn, mắt thấy Trường Quản muốn đào tẩu, lập tức phi thân đuổi theo. Kẻ trước người sau vượt qua từng rào doanh trại, lao như điên tới nơi hoang vu vắng vẻ. Để khi ra khỏi phạm vi đám sương mù quỷ quái, chỉ thấy phía trước đen kịt một mảng, thiệt quân vạn mã chém giết tàn sát. Bên này đương nhiên là doanh trại của đám vong linh Nhật Bản. Một tên tướng giặc phát hiện Trương Quản chạy tới, vội vàng hỏi, Trương thiên sư, chuyện gì thế? Trương Quản không để ý tới hắn, cắm đầu chen vào giữa đám loạn quân. Diệp Thiếu Dương bám sát phía sau, tướng giặc kia vừa thấy hét lớn một tiếng ba ca, sau đó vô kiếm bổ tới. Thật thì lòng tuyển kiếm đón đầu chém xuống, trước mắt quỷ huyết bắn ra tung tóe, hồn bay phách tán. Diệp Thiếu Dương tay nắm chặt kiếm, xông vào doanh trại quân Nhật, phóng nhãn tìm kiếm.
Không thấy chưa quả đầu, lại gặp mấy vong linh quân Nhật đánh tới. Sẵn Thất Tinh Long tùy kiếm trong tay, triển khai một trận đồ sát. Trong lúc nhất thời, khắp nơi vang lên tiếng kêu la thảm thiết, quỷ huyết bắn ra tung tóe, tinh phách bay dập trời. Đám người Tiêu Lang quân đang chém giết tại trận tiền, đột nhiên nhìn thấy hậu phương doanh trại quân Nhật nhốn nháo hỗn loạn. Cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy tinh phách bay dập trời vô cùng khó hiểu. Trang Tử nói, có phải mọi người đã quay lại không? Qua đó xem sao. Lập tức Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Tiêu Dật Vân vừa qua chiến trường, vòng lại phía sau doanh trại. Từ xa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cùng nhau hét lớn, lão đại. Diệp Thiếu Dương mải mê chém giết, phát tiết lệ khí trong cơ thể, đâu nghe được cái gì. Bốn người phối hợp với nhau đồng loạt xông lên vây quanh Diệp Thiếu Dương. Lúc này mới phát hiện hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, toàn thân bộc phát lệ khí, quả thực giống như là nhân gian tà thần, chẳng có chút nào hình ảnh của một thiên sư. Tiêu Dật Vân nói, lệ khí trong cơ thể hắn lại bạo phát rồi, nhất định bị kích thích quá độ, không biết trong doanh trại phát sinh chuyện gì nữa. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch vào doanh trại tìm những người còn lại, còn mình thử tới gần Diệp Thiếu Dương. Kết quả bị Thất Tinh Long tuyển kiếm quét ngang đường, vội vàng lùi lại. Phát hiện Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hãm nhập phong cuồng, đến người mình cũng không nhận ra. Bất đắc dĩ đành đứng một bên canh chừng, giúp hắn bảo vệ phía sau cùng hai bên trái phải, đề phòng có kẻ tập kích. Đột nhiên một đạo thanh quang đạp không mà tới, hạ xuống giữa đám người. Là Đạo Phong, trong tay cầm một cây giác kỳ, cờ hình tam giác màu đen, phóng lên giữa không trung. Sau đấy tác pháp, trước mắt giác kỳ lớn hơn mấy chục lần, đón gió tung bay phấp phới. Bề mặt màu đen của lá cờ giống như bao phủ một lớp sương mù nồng đậm dày đặc. Đạo Phong nhảy bật lên, tay cầm giác kỳ, vọt tới phía sau Diệp Thiếu Dương. Phàm là vong linh bị Diệp Thiếu Dương tru sát, tinh phách đều bị hút vào bên trong lá cờ đen. Mà tương trong hắc kỳ lại xuất hiện, không ngừng kêu gào thảm thiết, dường như đang vây khốn vô số lệ quỷ. Tiểu Thanh nhìn thân ảnh Đạo Phong nói, cái này lần trước lúc phong ấn cửu vĩ thiên hồ hắn đã dùng qua, tuy nhiên lần đó chỉ hút âm khí. Tranh Tử nói, tuy hấp thu tinh phách là trái với giới luật âm ti, bất quá cái hắn hút chỉ là tinh phách của đám quỷ tử Nhật Bản, dù sẽ khiến bọn chúng mãi mãi không thể siêu sinh nhưng mà... Tiêu Dật Vân ngầm hiểu trong lòng, chúng ta đánh không lại Đạo Phong, vô pháp ngăn cản hắn. Tiểu Thanh lập tức nói, đúng, đánh không lại hắn đâu, chúng ta quay về thì hơn. Nói với Lý Hiếu Cường, bảo hắn xuất binh chặn đường lui phía sau, tuyệt đối đừng để bị ngộ thương. Mấy người đều thống nhất, chỉ cần Đạo Phong không thu tinh phách vong linh thuộc quản lý của âm ti, mà chỉ thu vong hồn đám quân Nhật Bản, thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân đi tìm Lý Hiếu Cường, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch theo Diệp Thiếu Dương bảo vệ hắn. Đám lý quân Nhật Bản cũng không phải là đồ ngốc, phát hiện sau khi đồng bọn bị giết chết, tinh phách bị lá cờ trên tay Đạo Phong hút sạch. Tên nào tên ấy kêu gào thảm thiết, tách một phần binh lực để đối phó Đạo Phong. Đạo Phong không thèm tác pháp, đối mặt sự tấn công của đám quỷ hồn tép diêu này, trực tiếp dùng hắc kỳ ngăn chặn, sinh ra một lực hút cường đại. Quỷ hồn nào tới gần lập tức đều bị nó hút vào. Tiểu Thanh thấy cảnh này nội tâm chấn động tới cực điểm. Thân là âm thần, hắn chưa từng gặp ai dùng cách này thu quỷ. Lá cờ màu đen khủng bố rốt cuộc là cái gì? Tiểu Thanh vẫn luôn theo sát Diệp Thiếu Dương bảo vệ hắn, phát hiện giữa ba người bọn họ hình thành một vòng liên kết kỳ quái. Diệp Thiếu Dương liều mạng giết quỷ, mình giúp hắn phòng ngự. Đạo Phong ở phía trên dùng hắc kỳ hấp thu tinh phách, đi tới đâu chết tới đó. Rốt cuộc, vòng liên kết sinh thái liên này của ba người bị đám vong linh quân Nhật chú ý. Mấy tên tướng giặc tụ họp tại đây, ra lệnh tập kết đám quân vong linh Nhật Bản bao vây công kích ba người. Tiểu Thanh lập tức cảm thấy căng sức. Đúng lúc này Tiểu Bạch quay về từ doanh trại, dẫn theo mấy thành viên của Liên minh bắt quỷ. Trông thấy cảnh tượng trước mắt giật mình kinh hãi, đồng loạt xông lên, chỉ bớt áp lực cho Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Thanh. Thiếu Dương, anh sao thế? Nguyễn Lãnh Ngọc thử tới gần Diệp Thiếu Dương, lập tức bị kiếm quang chém một đường, vội vàng lùi phía sau. Dư Cung Tử lên tiếng nhắc nhở. Hiện giờ lợi khí của hắn bạo phát, đang trong trạng thái điên cuồng, không ai được tới gần. Vậy phải làm sao? Nguyễn Lãnh Ngọc nhất thời không có chủ ý, bình thường dường như không có bất kỳ thứ gì có thể làm cô phân tâm. Nhưng giờ đây trong bộ dáng Diệp Thiếu Dương như vậy, không cầm lòng được mà loạn tâm mà. Lúc này Diệp Thiếu Dương khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, dường như là trở nên hung bạo tàn ác hơn rất nhiều so với đám vong linh bị án tàn sát. Cô rất sợ,
sợ Diệp Thiếu Dương sẽ không thể trở về bộ dáng trước kia. Đội quân Nhật này số lượng vốn không nhiều, trước đó bị quân của Lý Hiếu Cường đánh cho tan tác. Nay lại bị Diệp Thiếu Dương cùng Liên Minh Bắt Quỷ truy sát từ hậu phương. Sau một hồi chém giết điên cuồng tại trận tiền, lại tiếp tục bị thua liền xiềng. Mấy tên tướng giặc vừa chết, đám binh sĩ lập tức bỏ chạy tán loạn. Người Lãnh Ngọc lệnh mọi người chia nhau truy sát khắp nơi, cố gắng không để bọn chúng chạy thoát. Diệp Thiếu Dương giết chết vong linh cuối cùng trước mặt, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm đối tượng chém giết. Thiếu Dương! Người Lãnh Ngọc nhịn không được gán một tiếng. Giống như có người nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương lập tức vùng kiếm lao tới, điên cuồng tấn công. Người Lãnh Ngọc đành giơ kiếm lên chống đỡ, không kịp lùi phía sau, lập tức gọi tên hắn. Thiếu Dương, anh tỉnh lại đi, là em. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn cô, khẽ cau mày, dường như hắn đang tự vấn. Bụp một cái, một đòn đập vào gáy hắn, thân thể Diệp Thiếu Dương mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Vương bắt đạn. Đạo Phong đỡ sau eo để Diệp Thiếu Dương ngả vào ngực mình, bay về phía doanh trại. Người Lãnh Ngọc lập tức đuổi theo, Dương Công Tử tiến lên ngăn cô lại. Đừng lo, Đạo Phong sẽ không hại hắn đâu. Các người vào doanh trại chờ đi, ta đi xem sao. Đạo Phong một tay ôm Diệp Thiếu Dương đáp xuống chỗ cao nhất của một tòa tháp, đặt hắn nằm xuống. Cầm một tay hắn kiểm tra chút, thấy hắn vẫn còn thở khẽ mỉm cười. Dương Công Tử dừng lại phía sau hỏi, hắn sao rồi? Đạo Phong không quay đầu. Cô thực quan tâm hắn vậy ư? Dương Công Tử hơi bất ngờ, ngữ khí không tự chủ được, tựa như là mình đã làm sai chuyện gì, hạ giọng nói. Sao Huy lại hỏi thế? Có phải cô đã thích hắn không? Dương Công Tử toàn thân run rẩy lớn tiếng. Không có. Đạo Phong chậm rãi cúi đầu. Hắn không có việc gì hết. Dương Công Tử nói. Sao hắn lại như vậy? Đây không phải lần đầu tiên, bất quá đây là lần nghiêm trọng nhất. Hắn là tiên thiên linh thể, lệ khí trong cơ thể đương nhiên rất nặng. Đây là mặt trái của tiên thiên linh thể, hay còn gọi là tác dụng phụ. Chuyện tốt cũng không nên để hắn chiếm hết chứ. Dứt lời, trên người toát ra một đạo tử khí, giống như là một vòng hào quang bao phủ toàn bộ thân mình của Diệp Thiếu Dương. Dương Công Tử không biết trong đó xảy ra chuyện gì, đứng một bên canh chừng. Xoay người nhìn xuống phía dưới, đám người như Lãnh Ngọc đang vội vã quay về, bắt mấy con vong linh còn sống sót. Thổ Phỉ Nguyên Hiền Nhị bị Đạo Phong đánh cho tàn phế trước đó, lại bị Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt hợp lực tóm gọn. Đám người Lý Hiếu Cường vừa lúc chạy tới, nghe chuyện của Tiểu Mã thổn thức không thôi. Tên chủ mưu đây. Tứ Bảo Chìa, Kim Văn Bát Vu, mọi người nhìn vào bên trong. Vương Bình bị thu vào trong đó, biết số phận của mình về mặt bình thản. Người thả cô ta ra, ta muốn giết chết con tiện nhân này. Lão Quách giàn giụa nước mắt, tâm trạng kích động. Trong Liên Minh Bát Quỷ, ngoài Diệp Thiếu Dương, thời gian hắn ở bên Tiểu Mã là lâu nhất. Tiểu Mã thường xuyên lén tìm hắn học pháp thuật, tính ra cũng nửa là đồ đệ. Chờ chút, tiện nhân này để lát nữa Thiếu Dương tự mình xử lý đi. Giải quyết trước tên này đã. Nhạc Hằng túm cổ một tên tướng giặc cao lớn, xô hắn xuống đất. Chính là Thổ Phỉ Nguyên Hiền Nhị, bị Nhạc Hằng phong ấn ngũ uẩn lục thức, ngồi bất động dưới đất, hướng ánh mắt vô cùng hung ác nhìn mọi người. Lý Hiếu Cường vừa thấy có chút kích động. Tên này là tù nhân chiến tranh hạng A, sau khi chết gây họa một phương. Ba doanh trại của quân Nhật đều do hắn một tay dựng lên. Âm ty sớm liệt hắn vào danh sách hung phạm số 1. Nếu ai bắt được hắn, lập tức phong chính thần. Nhạc huynh đệ. Nhạc Hằng cười. Âm ty chính thần ư, chẳng có gì thú vị. Một tay ấn xuống đầu Thổ Phỉ Nguyên Hiền Nhị, trước ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhẹ nhàng đập xuống một quyền, trực tiếp đánh nát hồn phách. Tiêu Dật Vân lập tức bay lên, dùng tấm ngọc phù thu lại tinh phách. Tranh Tử chảy môi. Bắt về lĩnh thưởng ư? Tiêu Dật Vân giao lại ngọc phù cho Quả Cam nói. Mang về giao cho phủ quân đại nhân, phong ấn hắn. Mấy trăm năm sau tụ hồn, lại tống xuống huyết ô trì, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không thể để hắn nhờ nhơ gây họa. Vừa lúc muội mới được phong chức, đây coi như là công trạng đầu tiên. Phủ quân đại nhân cũng thấy mát mặt với bên trên. Tranh Tử nhận ngọc phù, nhìn hắn mỉm cười. Từ khí tan đi, Đạo Phong ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Giờ công tử lập tức đi tới xem sao, phát hiện sắc mặt Diệp Thiếu Dương khá hơn nhiều, vẻ ngoài an tĩnh. Lúc này tạm yên tâm nói. Hắn không sao chứ? Ta đã khống chế được lệ khí. Giờ công tử nghe vậy nói. Tương lai nếu hắn lại bị kích thích, có còn bạo phát nữa không? Đạo Phong trả lời.
Ta đã phân tán lệ khí vào trong kinh mạch của hắn, hợp nhất cùng cơ khí, chuyển hóa thành một phần pháp lực. Hiện giờ thực lực của hắn tăng thêm một bậc. Sau này thế nào ta không rõ nữa. Dư công tử cau mày lo lắng. Thế này chẳng phải ta tu à? Đạo Phong liếc mắt nhìn cô một cái nói. Người tu hành nhiều năm như vậy chẳng nhẽ không biết. Chính hai ta không hề nằm trong cách tu luyện, mà là nội tâm. Ngươi nói vậy, người bình thường nghe không hiểu, cũng không cần giải thích với ta. Ta chỉ quan tâm trong người hắn tràn ngập lệ khí, sau này có bị nhập ma không? Chỉ cần đi sai một bước sẽ không thể vãn hồi được nữa. Nếu có ngày đó, Âu cũng là số kiếp của hắn. Có thể độ kiếp hay không, hết thảy chỉ trông vào bản thân hắn thôi. Nói rồi chăm chú nhìn Dương công tử, đôi mắt màu xanh lam chợt lóe lên khác thường, chậm rãi nói. Người quan tâm hắn cũng vô dụng, bên cạnh hắn không thiếu gì mỹ nữ. Nghe vậy Dương công tử sắc mặt ửng đỏ oán trách. Người nói bậy cái gì thế? Lòng ta ra sao, chẳng nhẽ như không biết. Đạo Phong khẽ cúi đầu, vẻ mặt không hề thay đổi, dường như rất khó có thể thể hiện nụ cười khổ. Trước giờ ta tự mình biết, nhưng hiện giờ hóa ra ta chẳng biết gì hết. Dương công tử trong lòng khẽ động, cảm thấy vô cùng áy náy. Vừa muốn mở miệng, Đạo Phong lắc đầu. Đừng nói nữa, ta không để tâm. Dương công tử hừ lạnh một tiếng. Một lúc sau, Diệp Thiếu Dương dần tỉnh, mở to hai mắt, trông thấy Đạo Phong, vội vàng ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút mơ hồ. Không sao rồi, mọi chuyện đều đã kết thúc. Dương công tử đi tới, muốn kiểm tra tình trạng của hắn, ánh mắt lướt qua Đạo Phong lại thu lại. Không sao rồi là ý gì đây? Diệp Thiếu Dương cảm giác ký ức của mình có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ tiểu mã hồn bay phách tán, lúc đó mình bạo phát lệ khí. Chuyện xảy ra sau đó chỉ nhớ được bập bõm. Chưa quả đâu. Đạo Phong nói. Đi rồi, hắn có tu vi ngàn năm, còn là đạo Phật song tu. Tuy không phải đối thủ của ta, nhưng ta không thể bắt hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, giận đến nghiến răng nghiến lợi, đập một cái lên đùi mình. Dương công tử an ủi. Ngươi yên tâm, ngươi không tìm hắn, hắn nhất định tới tìm ngươi. Chẳng qua hắn muốn lánh mặt khoảng một thời gian thôi. Diệp Thiếu Dương nói. Vì sao? Hắn muốn nhục thân của ngươi. Bình thường, Diệp Thiếu Dương nghe lời này nhất định bật cười. Nhưng lúc này nội tâm bị cảm giác bi thương xâm chiếm, các bạn không thể cười nổi. Đạo Phong đứng dậy, bộ dáng như sắp rời đi. Diệp Thiếu Dương giữ chặt tay Đạo Phong, cảm thấy tay hắn lạnh buốt. Ngươi đi đâu? Đạo Phong gạt tay hắn. Đi làm chuyện của ngươi đi, quản ta làm gì? Dương công tử lập tức nhắc nhở. Thiếu Dương à, tịch phách tiểu mã đã bị hắn thu lại. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, đứng dậy nhìn Đạo Phong. Ngươi có cách khiến tịch phách trùng sinh. Đạo Phong nói. Thực sự khó đấy, nhưng mà ta có thể thử một lần. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này vô cùng mừng rỡ. Phải làm sao? Không liên quan gì tới ngươi. Đạo Phong lạnh lùng nói. Hắn đã chết, cho dù còn sống thì cũng chỉ là hồn phách, vĩ viễn không thể sống lại. Ta thấy hắn là linh môi giới chất. Để hắn hồn bay phách tán có chút lãng phí, nên định thử một lần. Nếu có thể cứu sống hắn, cũng chẳng có quan hệ với người. Hắn là của ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn hắn, ngẫm lại ý tứ trong lời nói, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì. Người muốn biến tiểu mã thành thủ hạ của ngươi, giống như tà thần. Đó là việc của ta. Đạo Phong phi thân xuống sân viện. Diệp Thiếu Dương và Dư Cung Tử lập tức xuống theo. Mọi người vừa trông thấy Diệp Thiếu Dương lập tức chạy tới, cả đám chằm chằm nhìn hai mắt hắn. Còn người trở lại bình thường, lúc này cảm thấy yên tâm. Này, không sao chứ? Tứ Bảo đi tới hỏi, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu đập một cái vào kim văn bát vu. Hồn phách Vương Bình lập tức rớt xuống ngồi dưới đất. Cô ta nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô cùng phức tạp, không biết là tuyệt vọng hay hối hận. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt cô ta, trầm mặc cúi đầu nói. Ngươi có gì muốn nói không? Vương Bình nghe hắn hỏi vậy, dường như phục hồi tinh thần lắc đầu. Thiếu Dương, ta biết bất luận thế nào, ngươi cũng không tha thứ cho ta. Nhưng ta thực sự muốn giải thích một chút. Ta không tệ như ngươi tưởng đâu. Kỳ thực, lúc ta tiến vào tứ tượng không gian, đã chết rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói. Lúc ấy ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng không hề phát hiện khí tức bất thường trên người ngươi. Hơn nữa ngươi có quan hệ với tiểu mã, ta không tiện hỏi nhiều. Hiện giờ nghĩ lại là ta đã sai. Nói rồi, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, cảm thấy như chính mình hại tiểu mã. Những việc này là do sau khi nhìn thấy thời gian tử vong của Vương Bình trên sổ sinh tử mà đoán ra được. Vương Bình có chút kích động. Lúc ấy đích thực, ta đã chết. Là phệ hồn ma giết ta. Tất cả chuyện này đều do ngươi ban tặng. Phệ hồn ma biết ngươi sẽ đối phó nó, cho nên mới chọn ta.
giết ta xong ẩn thân trong cơ thể ta, muốn âm thầm lén lút tiếp cận ngươi. Nó có một năng lực đặc biệt, có thể che giấu khí tức, không để pháp sư phát hiện. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cô ta nói vậy, chợt như tỉnh ngộ, bảo sao gần đây mình không cảm giác được sự tồn tại của phệ hồn ma. Lúc ấy nhiều chuyện dồn dập xảy ra, giải quyết xong Tử Nguyệt lại phải đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhất thời không thể phân tâm ứng phó. Vốn định khi xong chuyện này sẽ tiếp tục điều tra chỗ ẩn thân của nó. Tuy nhiên, người nói lúc ấy phệ hồn ma đã khống chế người. Vương Bình gật đầu. Vì nó không muốn người phát hiện đầu mối, nên giữ hồn phách của ta lại, tiếp tục khống chế ẩn nó trong cơ thể ta, chờ đợi cơ hội. Cho nên lần trước trong tứ tượng không gian là người cố ý muốn hại ta. Đúng thế. Chuyện tới nước này Vương Bình không cần giấu giếm. Phệ hồn ma phát hiện người đối phó Tử Nguyệt muốn lợi dụng cơ hội này giết ngươi, cho nên cố ý xông vào tứ tượng không gian chờ ngươi tới cứu. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch hết thảy. Trước đây mình vẫn luôn thắc mắc vì sao cô ta đi dạo cùng Tiểu Mã, bao chỗ không đi lại cố tình tới ngọn núi đó, xông vào U Linh Lộ. Thì ra tất cả căn bản chẳng phải trùng hợp mà là âm mưu của phệ hồn ma. Thoáng nhìn Vương Bình, hắn lạnh lùng nói: ngươi bị phệ hồn ma khống chế, sao không tìm cơ hội nói với ta? Chẳng nhẽ không tin ta có thể cứu ngươi? Vương Bình cười thảm. Lúc đó ta đã bị giết chết. Dù ngươi có tiêu diệt được phệ hồn ma, ta cũng chỉ có thể thành quỷ, không sống lại được. Là phệ hồn ma đã dụ dỗ ta, chỉ cần giết được ngươi, nó sẽ rời khỏi thân thể ta, biến ta thành quỷ thi giống như Tuyết Kỳ, bất sinh bất diệt. Như thế chẳng phải tốt hơn à? Tiện nhân như ngươi không thể so với ta. Tuyết Kỳ lập tức lớn tiếng mắng. Vương Bình nghe vậy bật cười. Ta là tiện nhân, Thiếu Dương à? Kỳ thực lúc ở tứ tụ không gian, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp nhận ta, dù thành quỷ, ta nguyện ở bên ngươi. Rất tiếc ngươi cự tuyệt ta. Rồi ở ngay đây, lúc ngươi cứu ba sợi hồn phách của ta, ta vẫn đã cho ngươi có cơ hội, nhưng đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nếu ngươi thực sự yêu thích ta, trước đó sẽ không cặp đôi với Tiểu Mã, bởi ta tuyệt đối không bao giờ động tâm tới nữ nhân của huynh đệ. Vương Bình vừa nghe hắn nói, lập tức kích động. Chú Tĩnh Như thích ngươi, ta không xinh đẹp dịu dàng như cô ta, càng không có người cha giàu có quyền quý, ta lấy gì tranh với cô ta? Nói tới đây, đột nhiên khóc ầm lên. Ta chọn Tiểu Mã, vốn tưởng có cơ hội gần gũi ngươi, ai ngờ ngươi đến liếc mắt một cái không thèm. Ta sai rồi, ngay từ lúc đầu ta đã sai. Ta không muốn hại chết Tiểu Mã, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Số ta thực là khổ quá. Cô ta khóc lóc ỉ ôi, đổi lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người, chẳng ai đồng tình với cô ta. Tranh Tử lạnh lùng nói: ngươi trách ai được chứ? Chẳng phải ngươi chính là ham hố lưu lạc nhân gian, không chịu được sự dụ dỗ của kẻ khác, nên mới mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Phệ hồn ma với Trương Quả đương nhiên chẳng tốt đẹp gì, nhưng chẳng nhẽ bản thân ngươi không có lỗi gì ư? Vương Bình ôm mặt khóc, khóc lóc nức nở. Diệp Tiểu Dương chờ cô ta khóc xong một hồi. Sau đó thế nào? Sao ngươi kết cấu với Trương Quả? Vương Bình nói. Nói ra ngươi sẽ tha không giết ta chứ? Ngươi có thể không nói, ta chỉ muốn hiểu rõ sự tình thôi. Coi như có thể ăn nói với Tiểu Mã, ta không muốn cậu ấy chết không rõ ràng. Vương Bình than thở. Kể từ sau khi sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ, Trương Quả vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi và những người bên cạnh ngươi. Lão ta là tà linh, có thể cảm nhận khí tức của phệ hồn ma, giúp ta thoát khỏi sự khống chế, diệt thần trí của nó, sau đó lại luyện nó thành hóa thân của ta. Sau này, trên danh nghĩa nhận ta làm đệ tử, sắp đặt kế hoạch, bảo ta giả vờ chết thêm lần nữa, lợi dụng Tiểu Mã ép ngươi phải đi âm ti, làm như ta bị yêu quái câu hồn phách dẫn dụ ngươi từng bước đến tận nơi này. Đồng thời, hắn lợi dụng thế lực quân Nhật Bản, hòng mượn sức bọn chúng đối phó ngươi, đoạt nhục thân của ngươi. Thiếu Dương, hết thảy do Trương Quả sắp đặt, ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Thì ra, đúng như mình suy đoán, hết thảy do Trương Quả. Tứ Bảo thấp giọng thở dài một tiếng, lại nhớ trước đó bị mình dùng kim thân pháp tương đánh nát chính là hóa thân của phệ hồn ma. Khi ấy còn thắc mắc vì sao một quỷ hồn mới chết Vương Bình lại có tu vi cường đại đến vậy, có thể vây khốn mình lâu như thế. Giờ hắn mới hiểu rõ chân tướng. Thiếu Dương à! Vương Bình quỳ sụp dưới đất, lê đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương ôm chân hắn, khổ sở cầu xin. Thiếu Dương, ta hối hận lắm rồi. Lúc đó thực sự ta không biết hậu quả thế này, không biết sẽ hại chết Tiểu Mã, không biết thiếu chút nữa hại chết ngươi. Nếu cho ta quay lại một lần, ta không làm vậy, tuyệt đối sẽ không. Ta thực hối hận lắm.
Rất tiếc, chuyện đã xảy ra rồi. Diệp Tiểu Dương cố kìm nén nước mắt chảy xuống. Tiểu Mã đã chết, không quay về được nữa. Cúi đầu nhìn cô ta, cố kìm nén cảm xúc, hắn trầm giọng nói: Nếu ngươi vì ta mà chết, lầm đường lạc lối, ta có thể tha cho ngươi. Nhưng từ đầu tới cuối, ngươi lợi dụng Tiểu Mã, cuối cùng hại chết cậu ấy. Trên thế giới này, cậu ấy là người đối với ngươi tốt nhất, ngươi lại đang tâm đẩy cậu ấy vào chỗ chết. Ta thực rất muốn hỏi, tận đáy lòng ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bình ngẩn người nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nước mắt chảy ra không ngừng. Cho tới lúc chết, Tiểu Mã vẫn xin ta tha cho ngươi. Ta muốn hỏi, ngươi có thực sự hối hận không? Đừng, đừng nói, ngươi đừng nói nữa. Vương Bình dàn sức lắc đầu, gào khóc thất thanh. Qua hồi lâu, tự mình lẩm bẩm: Ngươi nói đúng, đúng, nói đúng. Ta đã bỏ lỡ một người tốt nhất trên đời, ta chẳng còn cơ hội, chẳng còn cơ hội gì nữa. Con người, vì sao cứ phải đợi đến lúc tất cả mất đi mới biết trân quý những gì mình có? Diệp Thiếu Dương khẽ lắc đầu, quay sang Vương Bình giơ tay lên: Thiếu Dương, đừng làm vậy. Hai người Lý Hiếu Cường và Tiêu Dật Vân biết hắn muốn làm gì, vội vàng xông tới ngăn lại. Ngươi là thiên sư, không thể lạm sát quỷ hồn, tăng thêm nghiệp chướng được. Lý Hiếu Cường vẫn luôn thấu tình đạt lý, lên tiếng khuyên nhủ. Tiêu Dật Vân thì cau mày nói: Thiếu Dương, ngươi đã bị tước phong hiệu thiên sư, đã đế bỏ ngươi bắt lại Vương Bình sẽ khôi phục bài vị. Hiện giờ nếu ngươi giết cô ta, bao cung lao tan thành mây khói. Quả quà cũng hét lên: Lão đại, ta không sợ trừng phạt, để đó cho ta. Diệp Thiếu Dương không để ý, đẩy hai người, cúi người nhìn Vương Bình. Mọi người đứng xung quanh không ai tới khuyên hắn nữa, bởi vì họ đều biết Diệp Thiếu Dương trước giờ vốn coi nhẹ pháp luật. Nếu hắn muốn giết Vương Bình thì dù Phong Đô đại đế đứng trước mặt cũng không thể cản hắn động thủ. Vương Bình thoáng ngẩn người, sau đó vẻ mặt dường như bình tĩnh trở lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nước mắt ròng ròng nói: Ngươi giết ta đi, như vậy ngươi sẽ thấy thoải mái hơn một chút, ta cũng không cần áy náy trong lòng. Quay đầu nhìn thi thể Tiểu Mã nói: Thiếu Dương, trước khi giết ta, có thể để ta nhìn Tiểu Mã lần cuối không? Tiểu Mã là ảnh chiếu hồn thân, tiếp nhập âm gian, bình thường hành tẩu như quỷ hồn, nhưng một khi hồn phách phân giải, thân thể sẽ xuất hiện. Ồ, cũng là sinh linh quy luật. Thời khắc hồn phách ly thể, nhục thân đã xuất hiện, hơn nữa đã chết. Diệp Thiếu Dương cũng là hình chiếu nhục thân. Trước khi Trương Quả dùng tà thuật đánh thấu bảy đại quỷ huyệt trên người hắn, sau khi rút hồn, nhục thân đương nhiên hiện ra, bằng không Trương Quả chẳng cách nào nhập xác. Diệp Thiếu Dương một tay túm lấy tóc Vương Bình, kéo cô ta tới trước thi thể Tiểu Mã, bản thân cúi đầu chăm chú nhìn mặt cậu ta. Tiểu Mã nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cứng đờ, đã bắt đầu xuất hiện tử tương. Nghĩ đến Tiểu Mã tồn tại khi đủ loại, Diệp Thiếu Dương thống khổ nhắm hai mắt, để mặc Vương Bình gục vào người Tiểu Mã, gào khóc thất thanh: Tiểu Mã, xin lỗi, thực xin lỗi, ta hối hận lắm rồi. Vương Bình cứ nghẹn ngào khóc, khóc lóc cực kỳ bi thảm. Diệp Thiếu Dương tin cô ta không giả bộ, cô ta đã thực sự hối hận. Đáng tiếc, mọi chuyện đã kết thúc. Vương Bình gào khóc một hồi, cảm xúc dịu xuống một chút, đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, người giết ta đi. Có lẽ chỉ khi hồn phách bay tán, ta mới có thể bù đắp lại được tội nghiệp mình phạm phải. Người ra tay đi. Diệp Thiếu Dương nghiến răng: Ngươi tưởng ngươi muốn giải thoát là có thể thoát giải ư? Ngươi muốn chết, ta sẽ không để ngươi chết. Dứt lời, lấy từ đai lưng một tấm linh phù cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên đó đồ án rất kỳ quái. Như Lãnh Ngọc vừa thấy kinh hãi thốt lên: Thiên sư kết! Diệp Thiếu Dương dùng hai tay gấp lại linh phù đốt thành tro bụi, nhắm mắt lại lầm rầm niệm chú. Kéo Vương Bình đang tròn mắt kinh ngạc qua đây, cạnh mồm cô ta ra, tay bốc một nắm tro giấy nhét thẳng vào miệng cô ta. Lạnh lùng nói: Người hối hận lắm phải không? Người nghĩ chết được giải thoát phải không? Vậy ta cố tình không cho ngươi chết, tới địa ngục mà chịu khổ đày. Mấy người Tiêu Dật Vân đưa mắt nhìn nhau, chấn kinh không thôi, chẳng biết phải nói gì. Diệp Thiếu Dương đã hạ thiên sư kết, hay còn gọi là lời nguyền thiên sư, lên người Vương Bình. Đây là quyền hạn đặc biệt của thiên sư, chỉ có thể thi triển trên quỷ hồn giết người vô số, không thể dùng thứ. Lời nguyền thiên sư trải qua trăm kiếp không thể giải trừ, đến âm ti chẳng có biện pháp. Không được để quỷ hồn bị nguyền rủa đi luân hồi, chỉ có thể giam chúng dưới địa ngục, chịu tội hết kiếp này tới kiếp khác. Để khi thù hận của thiên sư với quỷ hồn tiêu tan, mới có thể thoát khỏi trạng thái bi thương này. Diệp Thiếu Dương viết một tấm thiên sư phù đốt cháy, hai tay bắt đầu tác pháp, nhìn tấm phù đàn bốc cháy giữa không trung nói: Truyền nhân đời thứ 39 của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương,
Tấu thỉnh Sở Giang Vương, Tống Vong Linh Vương Bình vào điện thứ 16 của Hoạt Địa Ngục là Hàn Băng Tiểu Địa Ngục, phải chịu khổ trong hàn băng, hết kiếp này tới kiếp khác, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa bừng vừa nghe hét lên một tiếng, đừng mà. Một lần nữa, cô ta ôm chân Diệp Thiếu Dương khổ sở cầu xin. Đừng mà, Diệp Thiếu Dương, ta xin ngươi, ngươi giết ta đi. Tôi xấu gì, cũng thành toàn cho ta. Bây giờ hối hận, đã muộn rồi. Tiểu Mã thực sự cũng hối hận như ngươi. Cậu ấy rất muốn quay lại nhân gian, nhưng ai thành toàn giúp cậu ấy? Có ai có thể trả lại người anh em này cho ta? Diệp Thiếu Dương phẫn nộ hét lớn một tiếng, túm tóc cô ta đẩy về phía trước. Phù hỏa lập tức đánh tới bao lấy hồn phách, mỗi linh lực của tấm phù bay thẳng về phương bắc. Trong không khí không ngừng vang lên tiếng gào khóc cầu xin tha thứ của Vương Bình, vô cùng thảm thiết, nhưng chẳng ai ở đây cảm thấy xót cho cô ta. Diệp Thiếu Dương lảo đảo thân hình phun ra ngụm máu. Dư Công Tử ở gần hắn nhất muốn lao tới đỡ, thấy Nhuế Lãnh Ngọc vọt lên đành đứng lại. Nhuế Lãnh Ngọc đỡ Diệp Thiếu Dương thở dài, tội gì anh phải làm vậy chứ. Chưa qua Thô Phụ Quân đối chiếu tên tuổi, Diêm La Vương định thẩm trực tiếp dùng thiên sư kết Tống Vong Linh vào Hoạt Đại Địa Ngục. Tuy Vương Bình tội ác tày trời, xứng đáng xuống địa ngục chịu đại ải, bản thân hắn là thiên sư cũng có đặc quyền này. Tuy nhiên dù sao cũng vi phạm giới luật âm ti, tạo thành nghiệp lực, không bị thương mới là lạ. Chấn thương sẽ mau chóng phục hồi, nhưng nghiệp quả đã tạo thành, chứng đạo hỗn nguyên khó khăn hơn nhiều. Mọi người hồi tưởng lại những chuyện vừa trải qua, nghĩ tới oan nghiệt lẫn kết cục của Vương Bình và Tiểu Mã, trong lòng thổn thức không thôi. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Tề Vương bát đàn, người cũng tàn nhẫn qua đấy. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, trả tinh phách nguyên thần Tiểu Mã lại cho ta. Đạo Phong nhướng chân mày, người có cách phục sinh hồn phách? Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Dư Tử Linh khẽ lai cánh tay Lý Yếu Cường, phu quân chẳng phải Triệu Nguyên Soái không có cách sao? Lúc trước chính chàng cũng phục sinh từ tinh phách đấy thôi. Chuyện này, Lý Yếu Cường tỏ vẻ khó xử, đó là do Triệu Nguyên Soái với ta có cơ duyên. Nếu tự nhiên mang tinh phách của một người đi cầu ông ta tuyệt đối không giúp đâu. Dù cuộc đây là quy luật của trời đất. Diệp Thiếu Dương cũng biết điều này, cho nên căn bản là không hy vọng bất kỳ chuyện gì. Triệu Huyền Đàn là bát đại thiên sư, đạo pháp tuyệt luân, đích thực biết pháp cải từ hồn sinh. Tuy nhiên, phục sinh tinh phách chính là làm trái ý trời. Nếu tình cờ gặp đối tượng của duyên, may ra có thể cứu giúp một lần. Nếu ông ta cứ tùy tiện hoàn hồn cho người khác, chẳng những không làm nổi nguyên soái, mà hiện giờ e còn đang chịu phạt dưới địa ngục. Quay trở lại vấn đề, nếu Triệu Huyền Đàn thực sự có duyên với Tiểu Mã, ông ta đã tự mình tìm tới, xem ra chẳng có chút hy vọng nào nữa. Diệp Tiểu Dương cắn chặt răng, nhìn Đạo Phong gần từng tiếng. Bất luận thế nào, ngươi cũng phải phục hồi hồn phách của Tiểu Mã như trước kia. Đạo Phong cau mày. Ngươi có việc cầu xin ta, lại còn kiêu ngạo như vậy ư? Vâng, diễn biến tiếp theo như thế nào đây thì hãy cùng chờ ở tập kế tiếp. Còn bây giờ Ngọc Mai xin phép được nói lời chào tạm biệt với các bạn. Hẹn gặp lại ở các tập truyện kế tiếp. Đừng quên truy cập Thế Giới Truyện của Jess để ủng hộ tinh thần, tiếp thêm động lực cho chế Jessica dịch thêm nhiều chương hơn.